đàn ông con trai đi tán gái gì mà ngu thế không biết. Cứ bảo kini kini kini, bảo sao nó vả cho là phải. Phải như này này. What? Hi. Ok. Ok. Đảm bảo tán ai cũng đổ lướt trừ tớ. Gật ha. Tay gật ha. Gật gật gật. Cái đăng ký là kênh cậu hả? Không tọa đăng ký là kênh YouTube cơ. Xin ngại ít lăng em một chuyện đăng ký có lòng bạc hề nè là. Cái đăng ký tất bẹt tất cậu. Xoay anh ngoài có ngại kênh YouTube bây giờ thì ít lăng hiếu. Thì ít lòng một chuyện đăng ký ở. Hay lấy một chuyện đăng ký có lòng bạc thì như sân em á. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Tôi thì cao tuổi không? Như cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chỗ này. Cho nó nằm bê xe lết ngoài đường này. Chứ một cái đá thì nằm bê. One, two, three. What happened? One, two, three, four, five. Ta đầu tay Bình Dương. Gần. Ha. Tay gần mà. Gần. Ha. Tay gần mà. Ha 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 ha